Chào mọi người, hôm nay mình sẽ quay cái vải Sweetheart của nhà mình. Cái vải này thì mình mua cũng khoảng được 3 năm rồi. Thì 1-2 năm đầu nó cũng ra trái, mà cỡ bằng hộp đậu thôi là nó rụng hết, nó không bao giờ nó giữ trái được. Thì cuối cùng năm nay là năm thứ 3 mà mình được vài trái. Không biết tại sao cây vải của mình nó mọc thấp dưới đất lắm, nên rất là nhiều cành, cho nên là hôm bữa mình phải tỉa bớt đi, tại vì nó cứ sát dưới mặt đất, mình không có thích. Mình muốn cái cây của mình cao lên. Thì năm nay đã cho mình rất là nhiều trái bắt đầu bự rồi. Mấy năm trước là không bao giờ mà được cỡ này hết, khoảng bằng hộp đậu là nó rụng. Đây, cây này Sweetheart mình chưa bao giờ được ăn hết, cho nên là không biết có ngon hay không. Nhưng mà có một người chị trồng thì chị có cho mình ăn thử, mình thấy rất là ngon, ngọt, thơm mùi vải, mà cái hộp rất là bé. Đây, mình nghĩ là nó cũng rụng khá nhiều đó, tại vì lúc mà nó đang ra bông á, nó đậu rất là nhiều mấy cái trái mà khoảng hộp đậu, xong rồi nó lại rụng. Bây giờ nó cũng giữ được như vậy thôi, nhưng mà vậy là rất là nhiều so với mấy năm trước rồi. Coi như là năm nay là năm đầu tiên mình được ăn. Đây, wow, hình như có một trái chín, hình như có một trái hơi chín. Chắc có thể là cuối tuần này mình sẽ hái thử trái này vô coi ăn được chưa. Mình thích trồng vải lắm, nhưng mà lúc mà mình trồng á, có nhiều người nói nó rất là lâu có trái, mà mình thì cũng nản lắm. Nhưng mà thôi, cứ mua về trồng thôi, từ từ phải kiên nhẫn. Thì cuối cùng sau 3 năm có trái rồi. Có nhiều người nói là người ta trồng 5-7 năm rồi cũng chưa có trái. Rồi lúc mà mình bỏ hình lên ở trên Facebook thì rất là nhiều người hỏi mình là có làm cái gì khác không, mà tại sao cây của họ không ra trái. Thì thiệt sự mình không có làm gì hết, chỉ có đợi và chờ thôi. Thì đây là năm đầu tiên mà nó cho mình trái đây. Nhìn đã ha. Wow, mấy trái này chắc cuối tuần ăn được rồi. Mình hy vọng là năm sau nó sẽ có nhiều hơn. Người ta nói trồng cây vải á, thì khi mà những cái đọt này mình ăn hết trái rồi thì mình sẽ cắt đi khoảng 1/3 của cái nhánh cây để cho nuôi cái cành, rồi năm sau nó sẽ ra lại nhiều trái của cái cành đó hơn. Thì mình không biết có phải đúng hay không, nhưng mà mấy năm trước mình không có làm, tại vì có bao giờ có trái đâu. Nhưng mà năm nay có trái thì mình sẽ thử. Sau khi mình thu hoạch hết những cái này đi thì mình sẽ cắt khoảng tới đây để coi năm sau nó có cho mình nhiều trái hơn không. Cây của mình lúc mua nó cũng còn bé lắm. Đây nè, coi cái gốc nè, cái này mình trồng dưới đất, nhưng mà ông xã mình ảnh vẫn còn giữ cái chậu bao quanh để khi mà mình tưới nước nó giữ được nhiều hơn và nó mát cái cây. Tại vì mình trồng đằng trước nhà cho nên nó cũng hơi nắng á, cho nên ảnh làm như vậy. Thì không biết có giúp được gì không, nhưng mà cái chậu này mình có thể lấy ra bất cứ lúc nào được. Ok, rồi lần sau mà có trái thì mình sẽ review cho anh chị và các bạn cùng xem nha. Chào tạm biệt mọi người.